Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hết vàng, hết thời gian giao dịch. Hai tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước triển khai phương án bán vàng mới, giá vàng miếng SJC giảm nhanh, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới. Thế nhưng, hành trình mua vàng của nhiều người cũng chật vật, vất vả hơn, thông tin từ báo Người Lao Động cho biết. Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank và Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty SJC bắt đầu bán vàng miếng SJC với giá bình ổn từ 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6. Mục tiêu của việc này là để kéo giảm mức chênh lệch quá cao giữa giá vàng trong nước với giá thế giới theo chỉ đạo của chính phủ. Lúc 13 giờ cùng ngày, khi đến một điểm bán vàng miếng của Vietcombank ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã thấy hàng chục người cầm số thứ tự chờ đến lượt vào làm thủ tục mua vàng. Số lúc này giá bán vẫn chưa được công bố. Đúng 14 giờ 30 phút, Vietcombank công bố giá bán vàng miếng SJC ngày 3 tháng 6 là 79,98 triệu đồng một lượng, thấp hơn 1 triệu đồng so với giá trên thị trường. Lập tức, chúng tôi đến quầy tiếp nhận thông tin, xuất trình căn cước công dân, cung cấp số vàng cần mua và nhận số thứ tự 45. Tuy vậy, nhân viên Vietcombank cho biết do thời gian giao dịch của ngân hàng kết thúc lúc 16 giờ nên với số thứ tự này, chúng tôi khó mua được vàng trong ngày. Lượt giao dịch của chúng tôi có thể được ngân hàng giải quyết vào hôm sau nhưng giá bán sẽ xác định lại tại thời điểm mua bán. Thấy mức giá 79,98 triệu đồng một lượng mà các ngân hàng thương mại bán ra là quá hời so với thị trường vài ngày trước, nhiều người cùng cảnh ngộ như chúng tôi liền vội vàng lao sang điểm bán vàng miếng của Vietinbank cách đó không xa. Tại đây, chúng tôi và nhiều khách hàng khác được nhân viên yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân, mở tài khoản ngân hàng rồi chờ đến lượt giao dịch. Thế nhưng, do khách hàng quá đông nên khi gần đến lượt của chúng tôi thì đã hết thời gian giao dịch. Lúc này, đồng hồ điểm 16 giờ. Không bỏ cuộc, chúng tôi nhanh chóng đến trụ sở công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để xem nơi này còn bán vàng hay không. Tuy nhiên, công ty SJC đã bán hết số vàng cung ứng trong ngày, dù bên ngoài khách hàng vẫn đến nườm nượp. Nhân viên công ty SJC yêu cầu những người chưa mua được vàng làm thủ tục đặt cọc để nhận vàng sau vài ngày. Thế nhưng, nhiều khách hàng không đăng ký mua vì lo ngại đến ngày nhận, giá vàng tăng trở lại. Lúc đó, nếu không mua thì sẽ mất tiền cọc. Tuy vậy, diễn biến thị trường những ngày sau đó không như nhiều người nghĩ. Ngân hàng Nhà nước liên tục hạ giá cung ứng vàng miếng cho các đơn vị đầu mối, khiến giá bán trên thị trường giảm rất mạnh. Nhiều người tiếc hủi hụi vì ngày đầu đã không chịu đặt cọc trước nên họ càng nung nấu quyết tâm mua cho bằng được vàng bình ổn. Lý do mà nhiều người đổ xô mua vàng khá đa dạng như để trả nợ vay, để đầu tư, để dành vì sợ sau này giá lên không mua được hoặc những người trước đây đã bán giá cao nay mua lại để cất giữ. Thậm chí, có cả những người mua vàng theo phong trào. Ngoài ra, việc các tiệm vàng và những đơn vị khác không còn vàng SJC đã khiến người dân đổ dồn vào 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC. Điệp khúc xếp hàng lấy số. Trong 2 tuần qua, chúng tôi đã xếp hàng cả chục lần tại các điểm bán ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa mua được miếng vàng nào. Tại trụ sở công ty SJC, chúng tôi đến bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng thấy khách xếp hàng chật kín, thậm chí tràn ra tận vỉa hè. Có hôm, chúng tôi xếp hàng chờ hàng giờ, chưa tới lượt được bốc số thì nhân viên công ty đã thông báo tạm ngưng giao dịch để giải quyết cho lượng khách hàng đang chờ từ sáng sớm, chưa biết khi nào mở cổng trở lại cho khách vô trong sân chờ. Hỏi một số khách hàng vừa mua được vàng và bước ra khỏi cửa, chúng tôi được biết họ đã đến công ty từ lúc 5 giờ, có người xếp hàng từ 3 đến 4 giờ sáng. Trong khi đó, nhân viên công ty SJC cũng không biết khách đến xếp hàng từ khi nào. Họ chỉ biết công ty mở cửa lúc 8 giờ thì số thứ tự giao dịch trong ngày đã được phát hết. Không chỉ phải chen lấn, thậm chí xô đẩy trong dòng người chờ tới lượt, chúng tôi còn phải thường xuyên nhìn trước ngó sau, giữ giỏ, giữ túi vì sợ mất trộm. Những người đứng cạnh cũng toát mồ hôi vì xếp hàng, chờ đợi dưới cái nóng gay gắt ngày hè. Hòa trong dòng người chờ xếp hàng, chúng tôi nghe được không ít chuyện bên lề. Một phụ nữ trạc 50 tuổi xếp hàng từ 6 giờ nói với chúng tôi, chị tính mua vàng miếng SJC. Chờ 3 giờ rồi mà mới có đứa bạn được vô nên nhờ nó mua rủ một lượng. Nếu công ty SJC cho mua mỗi người 2 lượng hoặc hơn, chị sẽ để dành một lượng, còn một lượng sang tay cho ai cần, lời 500.000 đồng hay 1 triệu đồng mỗi lượng, coi như tiền công xếp hàng. Một người khác bộc bạch, chị từ Long An lên thành phố Hồ Chí Minh mua vàng miếng SJC, ở tỉnh không bán vàng này, coi TV nghe Ngân hàng Nhà nước bán vàng bình ổn nên đón xe sớm lên mua. Không ngờ khách đông vậy, giá các tiệm vàng ở tỉnh chênh lệch mấy triệu đồng, bán ra tới 80 đến 81 triệu đồng một lượng.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở một số điểm giao dịch của công ty SJC ở thành phố Hồ Chí Minh và các điểm bán vàng của Ngân hàng Thương mại Quốc doanh tại thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Hà Nội. Tuần qua, chúng tôi từng đến một cửa hàng của công ty SJC trên đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân viên cửa hàng này cho biết, mấy ngày nay khách phải xếp hàng từ đêm hôm trước chờ cửa hàng phát số thứ tự cho sáng hôm sau. Mỗi ngày, cửa hàng chỉ phát số thứ tự cho khoảng 70 đến 100 người là dừng lại để phù hợp thời gian kết sổ lúc 16 giờ. Số vàng hiện có trùng khớp với số lượng khách hàng, trong một ngày mỗi khách chỉ được mua một lượng vàng. Thuê người mua vàng để trục lợi. Ông Trần Hữu Đang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý ASEAN, AJC Hà Nội cho hay, từ đầu tháng 6 đến nay, rất ít khách đến bán vàng miếng SJC nên công ty gần như không có hàng bán lại cho người cần. Có thời điểm, khách quen đặt mua hàng chục lượng vàng do không thể thu mua số lượng từ người dân bán lẻ nên chúng tôi phải từ chối, ông Đang nói. Theo tìm hiểu của chúng tôi, một số đại gia vàng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn có cách thu gom vàng miếng SJC để tích trữ, chờ thời cơ sinh lời. Cách dễ nhất là họ cho quân xếp hàng mua vàng từ các điểm bán của 4 ngân hàng và công ty SJC. Sau đó, những người này bán lại vàng cho doanh nghiệp vàng. Đương nhiên, các giao dịch này đều có nguồn gốc, chứng từ hợp lệ. Khi đó, doanh nghiệp sẽ giữ vàng trong kho, chờ ngân hàng dừng bán sẽ tung ra thị trường kiếm lời. Các đầu mối kinh doanh lớn có thể trục lợi bằng cách thuê người xếp hàng mua vàng rồi bán lại cho khách quen với mức cao hơn giá bán của ngân hàng từ 1 đến 2 triệu đồng một lượng, chủ một tiệm vàng ở khu vực chợ Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ. Tuy vậy, nhiều người am hiểu về giao dịch vàng cho hay các thông tin như người mua, chứng từ giao dịch, dãy số thể hiện trên miếng vàng SJC đều được các điểm bán nhập vào hệ thống. Những thông tin này có thể được kết nối với dữ liệu dân cư quốc gia để cơ quan quản lý theo dõi, giám sát, đánh giá xử lý những tình huống bất thường trên thị trường. Việc này sẽ góp phần hạn chế đối tượng thu gom vàng để đầu cơ, làm giá, thao túng thị trường hoặc rửa tiền thông qua mua vàng. Khi cần thiết, nhà nước có thể xác định nguồn gốc số vàng mà các tổ chức, cá nhân nắm giữ, từ đó truy vết các đối tượng vi phạm pháp luật và đưa thị trường vàng đi vào lề lối, một người trong nghề kỳ vọng. Vàng miếng SJC vẫn bất động, thêm ngân hàng tham gia bán vàng online. Theo báo Dân Trí, mở phiên ngày 17 tháng 6, giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98 và 76,98 triệu đồng một lượng, mua, bán, không thay đổi sau 9 phiên, chênh lệch giữa hai chiều mua, bán là 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhận sáng nay được niêm yết tại 73,3 và 74,9 triệu đồng một lượng, mua, bán, giảm 50.000 đồng mỗi chiều so với kết phiên tuần qua, nhưng vẫn cao hơn 500.000 đồng so với ngày 14 tháng 6. Giá vàng nhẫn hiện niêm yết tại 73,35 và 74,95 triệu đồng một lượng, mua, bán, tăng 550.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với mở phiên ngày 15 tháng 6. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết tại 76 và 76,98 triệu đồng một lượng, mua, bán, còn giá vàng nhẫn được niêm yết tại 74,28 và 75,78 triệu đồng một lượng, mua, bán. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.328 USD một ounce, giảm gần 5 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, mỗi lượng vàng miếng SJC trong nước đang đắt hơn thế giới 5-6 triệu đồng tùy thời điểm giá thay đổi trong ngày. Từ ngày 3 tháng 6, thời điểm 4 ngân hàng Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank và công ty SJC bán vàng cho người dân đến nay, tình trạng người xếp hàng chờ lấy số diễn ra. Một số khách hàng phản hồi đứng hàng tiếng đồng hồ không thể lấy được số đăng ký. Không ít khách hàng nói chờ từ 5-6 giờ để chờ lấy số. Để giải quyết tình trạng khách xếp hàng kéo dài tại các quầy giao dịch, Vietcombank, Agribank, BIDV đã bắt đầu triển khai bán vàng trực tuyến cho người dân. Người dân có thể lên website của ngân hàng để đặt mua online và nhận vàng ngay ngày giao dịch sau đó. Cụ thể, Vietcombank đã triển khai dịch vụ cho khách hàng đăng ký mua vàng miếng từ 12 tháng 6, Agribank và BIDV bắt đầu triển khai bán vàng miếng trực tuyến từ ngày hôm nay, 17 tháng 6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản gửi đến các cơ quan ban ngành về việc phối hợp thông tin tuyên truyền, thực hiện quy định pháp luật trong kinh doanh và mua bán vàng trên địa bàn. Theo đó, người dân chỉ được thực hiện mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Số đơn vị đủ điều kiện hiện nay là 38, gồm 22 ngân hàng, 16 doanh nghiệp, đơn cử như các đơn vị SJC, Doji, P&G, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Vàng Kim Ngọc Phú.
nhà điều hành tiền tệ chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vàng có tính chất là tài sản tài chính biến động gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường. Người dân cần cân nhắc, thận trọng trong việc mua, đầu tư vàng để tránh rủi ro. Giá vàng thế giới tuần qua bị chi phối bởi dữ liệu lạm phát Mỹ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED, bất chấp áp lực vào giữa tuần khi FED thông báo khả năng sẽ chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, vàng vẫn có được mức tăng 40 USD trong tuần, cắt đứt chuỗi 4 tuần giảm. Thị trường vàng tuần này dự kiến sẽ trầm lắng khi thiếu vắng các dữ liệu kinh tế quan trọng. Mối quan tâm của giới đầu tư sẽ chuyển sang diễn biến, cũng như quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn ở châu Âu, bao gồm Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ và Ngân hàng Trung ương Anh. Theo công cụ FedWatch của CME, giá tiêu dùng trong tháng 5 không đổi sau gần 2 năm và giá sản xuất bất ngờ giảm. Các nhà giao dịch dự đoán có 67% khả năng lãi suất tại Mỹ sẽ được cắt giảm vào tháng 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!